Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Các vua Diêm La khen ngợi. Phẩm thứ 8: Diêm La Vương cùng Quỷ Vương phân tập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng đại quỷ vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời Đao Lợi đến chỗ của Đức Phật. Các vị quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Súc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Ana Tra Vương, Đại Ana Tra Vương, những vị đại quỷ vương như thế vân vân, mỗi vị cùng với trăm nghìn tiểu quỷ vương, cả thảy ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trì. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đồng lên đến cung trời Đao Lợi đứng qua một phía. Vua Diêm La bạch Phật. Bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, Ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi. Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Phật giảng sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó dạy, khó sửa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho sớm được giải thoát.
những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa, cùng hùng sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm, chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa, các loài ác độc vân vân. Chờ cặp người quên lạc đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: "Ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng?" Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại, muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt, dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt, làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: "Này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng." Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: "Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng, chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời, cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quên đường kia lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người quên đường nên đi lạc vào đó, nay đặng thoát khỏi rồi, trọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa, thời là còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho được, thoát khỏi, sanh vào cõi trời, rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được thoát khỏi. Quỷ vương bày thiện nguyện. Bấy giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng, ở trong cõi Chiêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người,
mỗi mũi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới, ác nhiều, lành ít. Đi qua sân nhà người, hoặc thành ấp, xóm làng, trại vườn, buồng nhà, trong đó như có người trai, kẻ gái nào tu được chút phước lành bằng mẩy lông, sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bảo cái, chút hương, chút hoa, cúng dường tượng Phật, cùng tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh, đốt hương cúng dường, một bài kệ, một câu kinh, vân vân. Hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ, đương hiện tại cùng vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ cùng sự tai nạn bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thân linh, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: hay thay, hay thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam, người thiện nữ như thế. Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương, Đế Thích hộ vệ các ông. Chủ mạng trình thưa. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sanh, khi tử, con đều coi biết đó. Cứ theo nơi bổn nguyện của con, thời có ích lợi rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con, nên đến nỗi khi sanh, khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế? Khi sanh nở nên làm lành, kiêng ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành, thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận, chớ có giết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn. Cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca sang, đờn sáo. Nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xá trạch thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại loài sanh vật, hủy hoại thân quyến. Vì lẽ này đã phạm tội lỗi, tức phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn. Lúc chết nên tu phước. Lại người trong cõi Diêm Phù Đề, đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cội phước lành, giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo
hoặc biến ra hình cha mẹ, nhẫn đến hóa làm người thân quyến, dẫn dắt thần hồn người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử, nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề, lúc lâm chung thời, thần thức hôn mê, không biện được lẽ lành, điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quyến của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Các thứ ma quỷ ác thần thảy đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh trong lúc lâm chung nếu đặng nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ kinh điển Đại Thừa, còn xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải sa vào chốn ác đạo, liền đặng thoát khỏi cả. Đức Phật căn dặn. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng: ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử, cứu độ chúng sanh như thế. Như về trong đời này, có kẻ nam, người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát, mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng: xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh, lúc tử đều làm cho được an vui cả. Chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử tin theo lời của con đã nói trên, thời đều giải thoát, đặng lợi ích lớn. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: vị đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây, đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quỷ vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử. Đó là bậc Bồ Tát Đại Sĩ, vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ vương, chớ thiệt thời không phải quỷ. Quá 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai. Kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời cùng hàng người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Xưng danh hiệu chư Phật, phẩm thứ 9. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi.
Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dầu có vào Niết Bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dầu có vào Niết Bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việc tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường 8 tháng. Người này được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khẩy móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại về thủ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm. Lại bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thủ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng, lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp, làm vị đại Phạm Vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thủ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chỗ ác đạo, thường được sanh vào chốn trời, người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong
100 đại kiếp. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây? Thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thủa quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh, lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ 5 tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. 5 tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quyển trung hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Phẩm thứ 10. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí, có nhẹ, có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy tại làm sao thế? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội, nơi cung trời đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền, câm ngọng, kẻ điếc ngay, mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó vân vân muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng, an ủi,
các vị quốc vương, đại thần đó vân vân, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Bởi chính vị quốc vương đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất bực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dùng như y phục, đồ uống, ăn, vân vân. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn, vân vân, gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang, cúng dường, bố thí. Vị quốc vương đó sẽ đặng trong 3 kiếp làm vị trời đế thích hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân, gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, được như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng Bà La Môn gặp những người già yếu tật bệnh và người phụ nữ sinh sản, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo. Cho đến 100.000 đời, lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương và Bà La Môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Huống gì là những quả trời Phạm Vương, trời Đế Thích, vua chuyển luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít cội phước lành chừng bằng cái lông, sợi tóc, hạt cát, mảy bụi, phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành,
thường sanh ở cõi người, cõi trời, hữu sự vui thù thắng vi diệu. Như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân trọng, cung kính, ngợi khen, bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô lượng, vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển Đại Thừa, nếu là kinh tháp mới, thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng lễ lạy, ngợi khen, chắp tay cung kính. Nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách, thời sửa sang, tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây, trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn việc chính đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành mà gieo trồng trong Phật Pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hạt cát, một giọt nước. Những sự lành như thế không luận nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Thời công đức của người đó, trong trăm nghìn đời, thường hưởng thọ sự vui thượng diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà, hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh, lìa khổ được an vui, sớm đạt thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời chư thánh chúng cùng nghe tiếp phẩm thứ 11.